trở lại với siêu thị Nhật rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm cái thử thách mà do các bạn yêu cầu mình rất là nhiều, đó chính là 100.000 sẽ ăn được gì. Và hôm nay thực hiện thử thách tại Aeon thành phố, bây giờ chúng ta sẽ xem thử là với 100.000 sẽ ăn được gì nhé. Đây, với 100.000 phải ăn được nhiều món nhất có thể. Trà sữa 14. Còn có cả cơm hộp dân phẩm.